Xin chào quý khách hàng, hôm nay thì em sẽ mở ruột ba cái con crossover của Marani cho mọi người tham quan cái nội thất bên trong xem nó như thế nào ha. Thì thời gian vừa qua bên em đã có đăng rất là nhiều sản phẩm của Marani. Em lấy ví dụ như cao cấp nhất, mọi người thấy trên video cái con màu đỏ như vậy nè, là MIR880F, tức là con này sẽ có là 8 vào 8 ra, có dante ha mọi người ha. Thì cái mã cũng y chang như vậy, cũng màu đỏ như vậy nhưng mà không có dante, sẽ là 480i, có nghĩa là 4 vào 8 ra. Thì hai cái dòng sản phẩm màu đỏ như vậy em tách riêng cái video ha. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người xem cái nội soi bên trong ba cái con crossover của Marani. Như em đã giới thiệu trên kênh âm thanh số trí tâm của bên em, như mọi người thấy từ bên dưới sẽ là bên trên, cuối cùng dưới đáy sẽ là MIR360E, tức là 3 vào 6 ra. Còn giữa sẽ là DBA360A, tức là 3 vào 6 ra. Và dòng sản phẩm bên em vừa mới giới thiệu trên kênh YouTube vừa rồi cho mọi người xem á, là DBA480B. Bây giờ thì em sẽ lia qua các cái góc máy cho mọi người xem nội thất của em DBA480B. Thì dòng sản phẩm này nó sẽ có là 4 vào và 8 ra. Như mọi người nhìn trên video, Marani cái logo nó in trên cái bo mạch luôn ha mọi người ha. Thì đây là sản phẩm chính hãng, không bao giờ có hàng nhái ha mọi người ha. Không bao giờ có hàng tầm bậy tầm bạ. Thì giá cái dòng sản phẩm này thì mọi người bán nhiều thì em sẽ bán vậy ha mọi người ha. Chắc chắn một điều là nó sẽ hơn 10 triệu đó. Thì con này nó sẽ có 4 vào và 8 ra. Thì một số anh em đi show rất là thích cái con này, bởi vì cái giá tiền nó cũng rất là phù hợp. Thì chip sử dụng của nó thì nó sẽ sử dụng chip đời mới bây giờ, ARM của hãng ST hay còn gọi là STM. Nó sẽ khác hoàn toàn với lại những cái con crossover của Marani hàng 7 trước đây ha mọi người ha. Và tiếp theo sẽ là DBA360A. Thì dòng sản phẩm này tuyệt chủng rồi ha mọi người ha, hay còn gọi là nó ngừng sản xuất rồi đó. Thì đây cũng là dòng rẻ nhất trong ba cái model này, rẻ tiền hơn 480B cũng như là rẻ tiền hơn MIR360E. Thì dòng sản phẩm này như em đã chia sẻ đó, nó đã ngừng sản xuất. Mọi người nhìn qua các cái góc máy em chia sẻ cho mọi người đó, thì bo mạch của nó nhìn rất là gấu đúng không mọi người, quá gấu luôn. Chip sử dụng của nó thì vẫn đang sử dụng là chip Marani. Thì những dòng sản phẩm mà đời trước đây á mọi người, thì trước đời này nè, thì nó sẽ sử dụng các con chip của Marani. Thì trên chip nó sẽ khắc cái logo của Marani luôn. Còn những dòng sản phẩm ở thời điểm hiện tại và những model mới bây giờ, ví dụ như là MIR nè, MIR màu đỏ nè, MIR360E nè, hoặc là DBA480B, thì nó sử dụng chip đời mới bây giờ sẽ là ARM của hãng STM. Vừa rồi thì mọi người vừa xem qua cái nội thất của em DBA360A này. Dòng này thì nó sẽ có cái độ sai số hay còn gọi là THD á mọi người, 0,005%. Tức là nếu mà so sánh 3 model thì con này là đang là cùi bắp nhất đúng không mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái model hơi bị cao cấp ở thời điểm hiện tại ha mọi người ha, MIR360E. Thì dòng này thì em sẽ lia cái góc máy cho mọi người xem. Bo rất là nhỏ, nhỏ gọn đúng không mọi người? Quá nhỏ luôn đúng không? Nhưng mà giá tiền nó rất là cao, và nó cao nhất trong ba cái model mà em chia sẻ cho mọi người. Thì chip sử dụng của nó thì đời mới nó vẫn dùng là ARM của hãng STM. Thì STM á là thuộc sở hữu của hai thương hiệu sáp nhập lại cho mọi người. Một là SGS ở bên Ý, hai là Thomson của Pháp. Tức là STM là sở hữu hai thương hiệu, nó sáp nhập lại vào năm 1987. Có nghĩa là nó còn sau năm sinh của em 3 năm ha. Thì cái con này giá bên em đang bán ra, trước đây em đã từng giới thiệu chia sẻ cho mọi người cũng hơn 10 triệu. Đúng không mọi người? Hơn 10 triệu thì nó có thể là 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, vẫn là hơn 10 triệu ha mọi người ha. Bởi vì hàng chính hãng và là hàng mới thì nó rất là nhiều bên bán, nên nhiều khi ngày hôm nay giá nó như vậy, đợt sau mình nhập giá nó khác, có thể thấp hơn hoặc có thể cao hơn. Thành ra trong một video mà mình báo giá đó, là bữa sau bị mâu thuẫn giá là mình sẽ bị chửi. Thành ra em sẽ không công bố giá cụ thể, nhưng mà mọi người cũng có thể biết được rằng là nó hơn 10 triệu đúng không. Thì ba model này theo mọi người là mình nên chọn model nào, hoặc là cái con nào phù hợp với nhu cầu của mình ha. Đầu tiên sẽ là 480B, tức là 4 vào 8 ra. Thì mình có thể rất là nhiều ứng dụng tùy chọn của mình, đánh sub riêng, đánh monitor riêng, đánh full riêng, tại vì mình có 4 đầu vào mà. Rồi mình routing như thế nào đó là việc của mình. Con này là một cái sự lựa chọn
tuyệt vời trong ba cái con này, là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai là giá tiền, con này là nó tương đối là nó rẻ tiền, hay còn gọi là rẻ tiền nhất, bởi vì cái con 360A là nó đã ngừng sản xuất rồi, đúng không? Nhưng mà bên em còn thì em chia sẻ cho mọi người. Thì con này nếu mà nói rằng là về mặt phần giá thì con này nó sẽ là rẻ tiền nhất trong nguyên cái hệ series của Marani, mặc dù nó 4 vào 8 ra nhưng mà nó rẻ tiền nhất. Đó là cái lợi điểm số 2. Cái lợi điểm số 3 là nó sử dụng cái chip đời mới bây giờ, đúng không mọi người? Thì cái lợi điểm thứ tư nữa là gì? Con này hàng bãi người ta vẫn bán nha. Và em thấy giá hàng bãi người ta bán nhiều khi nó còn mắc hơn hàng mới của em á, đúng không mọi người? Đó là những cái lợi điểm của cái con này, đúng không? Thế thì cái con 360, nếu mà so về cái dòng 360 thì nó có cái gì hấp dẫn? Cái con này thì mình có thể kết nối qua cái cổng TCP/IP, có nghĩa là mình kết nối cắm vào router, mình kết nối wifi được, hoặc là mình có thể kết nối qua cổng USB được. Đó là cái lợi thế thứ nhất. Nếu mà xét về tính năng á, thì con MIR360E này nó sẽ có bổ sung thêm cái tính năng nó gọi là Dynamic Loudness Filter. Thì cái tính năng đó thì nó sẽ đẩy đẩy và mở rộng phần bass, cũng như là đẩy và mở rộng phần treble. Nó sẽ cho một cái âm thanh mình nghe nó rất là sắc nét, rất là bén ha mọi người ha. Khuyến cáo với mọi người là mình nên nghe nhạc ở nhà thì mình mới bật cái tính năng đó lên. Còn nếu mà mình làm sân khấu thì mình không nên bật ha. Bởi vì mình bật mạnh quá như vậy á, có nghĩa là khi mình bật lên á, mình sẽ có chỉnh được cấp độ của thằng bass cũng như là thằng treble. Thì nếu mà mình làm quá lố thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng tiếng đầu ra của mình. Nó là tùy vào cái độ cảm nhận cũng như là cái cách tinh chỉnh của mình ha. Thì đó cũng là một cái tính năng cao cấp hơn hẳn so với 480B này. Về mặt sai số thì em cũng vừa mới chia sẻ là con này sai số 0,0003%, con này là 0,004, đúng không mọi người? Còn cái em ở dưới này là 0,005. Em này là em cùi bắp nhất, em tệ nhất mà, đúng không mọi người? Đã dừng sản xuất rồi thì mình nói chung là giới thiệu để cho mọi người biết. Còn trong điều kiện của mình thì mình nên chơi giữa con này và con này. Thì 360 này nó sẽ có 3 vào và 6 ra. Thì 3 vào mình có thể hai hai full và một cái đường sub. Thì nếu mà mình đánh monitor thì mình sẽ lấy từ left right, mình chia ra, mình routing ra, chứ mình không có cái đường monitor riêng theo cái nhu cầu và cái mong muốn của mình được. Thì đó là cái điểm lợi cũng như là cái điểm bất lợi của thằng ba vào và bốn vào. Thì nếu mà xét về giá tiền nha mọi người, bốn vào này nè thì nó lại rẻ tiền hơn thằng ba vào. Lý do là tại sao mọi người biết không? Bởi vì nó thuộc hai cái series khác nhau, cũng như là cái ruột bo mạch. Thì thằng bốn vào thì mình nhìn nó rất là gấu, nhìn linh kiện thấy mê, đúng không mọi người? Đúng không? Thì nhưng mà nó lại rẻ tiền hơn cái con có cái bo mạch, có cái linh kiện nhỏ gọn hơn, tiết kiệm hơn. Hình dung không mọi người? Bởi vì sao? Bởi vì nó thuộc cái dòng sản phẩm cao cấp hơn thì nó sẽ mắc tiền hơn, đơn giản vậy thôi ha. Thì vừa rồi em đã nội soi cho mọi người tham quan ba dòng sản phẩm này, xem ruột để mình thích đi cái đã, rồi từ từ mình tính tiếp. Về các cái thông số thì cũng như em đã chia sẻ cho mọi người rồi. Bởi vì một số khách hàng mà cứ mê nhìn cái mạch cho to, cho bự, cho khoái thì cái em cuối cùng này sẽ là thích nhất ha. Nhưng mà em đấy là rẻ tiền nhất. Còn cái em ít ít linh kiện hơn chút xíu thì sẽ mắc tiền hơn chút xíu. Và cái em là ít linh kiện nhất thì lại là mắc nhất trong cái video này. Thì sắp tới video sau thì em sẽ mở ruột cái em đỏ đỏ lè đỏ lẹt này. Em sẽ show cho mọi người xem coi có thể nó bay lớn vậy ha mọi người ha. Nhưng mà giá tiền của nó rất là mắc ha mọi người. Thì cảm ơn mọi người xem qua video clip này. Thấy cái nào không rõ thì có thể comment trực tiếp lên kênh ha. Video này mục đích là cho mọi người xem cái nội soi bên trong, xem coi nó thích thú như thế nào. Còn các cái thông số kỹ thuật của từng model là em đã giới thiệu riêng trên mỗi video rồi. Em có một video giới thiệu cho một con này, một video giới thiệu một con này, và một video giới thiệu một con này, ba video riêng biệt ha. Cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này.